Hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ lễ trọng. Trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, vua Herode làm khổ mấy người trong hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê, anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do Thái, nên lại bắt cả Phêrô. Bây giờ là ngày lễ bánh không men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho 4 đội binh, mỗi đội 4 người canh giữ, có ý đợi sau lễ vượt qua sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Đến khi vua Herode sắp điệu người ra, thì đêm ấy Phêrô phải mang xiềng xích nằm ngủ giữa hai tên lính và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên, một luồng ánh sáng chiếu dải vào ngục. Thiên thần đập vào cạnh sườn Phêrô đánh thức người dậy mà rằng: "Hãy trỗi dậy mau." Xiềng xích liền rơi khỏi tay người. Thiên thần bảo người rằng: "Hãy thắt lưng và mang giày vào." Người làm y như vậy, thiên thần lại bảo rằng: "Hãy khoác áo vào mà theo ta." Người liền đi ra theo thiên thần mà chẳng biết việc thiên thần làm có thật chăng. Người tưởng như trong giấc mộng. Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra. Thiên thần và Phêrô rảo qua một phố nọ, rồi thiên thần biến đi. Phêrô hoàng hồn và nói rằng: "Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi khỏi tay Herode và khỏi mọi âm mưu của dân Do Thái." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hồ ngươi bẻ mang. Kìa, Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bên chứa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêo. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây, triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là đấng phán xét, chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đợi người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên trọn và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho Người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội trên nền tảng là Thánh Phêrô. Chúa cũng trao cho từng người Kitô hữu sứ mạng trở thành viên đá sống động xây nên tòa nhà giáo hội. Cầu nguyện: Là Chúa Giêsu, trước khi trao trách nhiệm cho Thánh Phêrô, Chúa đã muốn Ngài khám phá ra Chúa là ai, và Chúa rất hài lòng khi chính miệng Ngài nói lên điều chất chứa trong tim: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, và Chúa đã tin tưởng giao trách nhiệm cho Ngài. Chúa đã đặt nền móng giáo hội trên nền tảng Thánh Phêrô. Con cũng được Chúa tin tưởng và giao cho sứ mạng xây dựng giáo hội. Chúa muốn con trở thành một viên đá sống động và kiên vững. Xin Chúa cho con lòng tin vững mạnh như đá. Nhưng Chúa ơi, viên đá tâm hồn cũng đang cần được trau chuốt mài dũa các góc cạnh sắc bén để có thể ăn khớp với những viên đá khác nằm bên cạnh. Tâm hồn con cần loại bỏ đi những phần thừa của tội lỗi và tật xấu. Tâm hồn con cần đục bỏ đi tính ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình, để sẵn sàng hòa hợp với các tâm hồn khác. Khi đẻo gọt như thế chắc chắn sẽ đau đớn, nhưng con sẵn sàng hy sinh chính mình để góp phần nhỏ bé trong việc xây dựng giáo hội. Tòa nhà giáo hội vẫn còn dang dở, con có nhiệm vụ hoàn thành bằng đời sống đức tin, trang bị bằng ân thánh Chúa, và cần tô điểm thêm đẹp bằng đời sống bác ái yêu thương. Xin giúp con biết bắt chước Thánh Phêrô luôn nhiệt tâm trong công trình xây dựng giáo hội, và luôn luôn biết liên kết với anh em con để tất cả chúng con trở thành một tòa nhà kiên cố không gì phá đổ được. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Ngài là Cha tôi. Truyện cổ Roma thường ghi lại các cuộc chiến thắng khải hoàn của các vị hoàng đế. Sau một lần thắng trận, các vị hoàng đế thường hướng dẫn các đoàn quân tiến qua các ngõ phố cho dân chúng tung hô. Lần kia, các đường phố đều đông nghẹt, người ta phải dựng một khán đài đặc biệt để hoàng gia có thể theo dõi cuộc diễu hành. Khi hoàng đế và quân đội tiến đến gần khán đài nơi hoàng hậu và các công chúa, hoàng tử đang chờ đợi, người ta kinh ngạc vô cùng vì vị hoàng tử nhỏ nhất đã rời khỏi khán đài và chạy vụt đến chiến xa của hoàng đế. Những người vệ binh có trách nhiệm giữ an ninh hai bên đường đã chặn hoàng tử lại. Họ giải thích cho cậu biết rằng xa giá đang tiến lại gần chính là xa giá của hoàng đế. Không ai được phép đến gần. Vị hoàng tử nhỏ điềm nhiên trả lời: Ngài là hoàng đế của các ông, còn đối với tôi thì Ngài là Cha tôi. Ngài là Cha tôi. Đó phải là danh xưng mà chúng ta có quyền sử dụng để gọi Thiên Chúa. Đó cũng là danh xưng nói lên mối liên hệ mật thiết mà Thiên Chúa luôn muốn thắt chặt với từng người trong chúng ta. Ngài là Cha tôi, danh xưng ấy cũng cho phép chúng ta khẳng định về giá trị của con người chúng ta. Dù chúng ta có bất tài, yếu hèn, tội lỗi đến đâu, chúng ta vẫn có thể gọi Chúa là Cha. Ngài là Cha tôi, danh xưng ấy không cho phép chúng ta thất vọng về chính mình. Hãy trở nên chính mình, đó là mệnh lệnh mà Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta. Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta và yêu thương chúng ta về những cá biệt của từng người. Hôm nay chúng ta mừng trọng thể
hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai trụ cột của giáo hội nhưng đồng thời cũng là hai tính khí khác nhau, có khi lại xung khắc nhau. Một người xuất thân từ một chân chài, nóng nảy, cục mịch, một người xuất thân là một thư sinh học rộng, hiểu sâu. Hai trình độ khác nhau, hai tính tình khác nhau, nhưng một số chung nối kết hai tâm hồn. Đó là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ ấy cũng diễn ra trong hai trường hợp khác nhau. Một người chỉ thực sự khám phá ra con người của Đức Kitô sau ba lần phản bội. Một người chỉ nhận biết Ngài sau những lần truy lùng gắt gao các môn đệ của Ngài. Một người đã nhận ra tình yêu của Ngài qua những giọt nước mắt của sám hối. Một người đã gặp gỡ Ngài sau một lần ngã ngựa đớn đau. Hai tính khí khác nhau, hai trực giác khác nhau, hai đường hướng hoạt động tông đồ khác nhau, nhưng đã gặp gỡ nhau trong tình yêu Chúa và bổ túc cho nhau để xây dựng giáo hội của Chúa. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa là hình ảnh đa diện phong phú của giáo hội, vừa là biểu trưng của tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong sự yếu hèn, thiếu sót của chúng ta. Tình yêu đó không đòi hỏi chúng ta phải chối bỏ con người tự nhiên của chúng ta. Trái lại, Chúa muốn sử dụng tất cả những khuyết điểm, những giới hạn của con người chúng ta để làm nổi bật sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài. Bài trích sách lẽ sống.